Mai Tôn Aqua xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để tiến hành làm cái mái tôn sân thượng cho khách hàng. Ngay sau đây thì tôi sẽ làm một cái video để nói về 5 cái điều cần lưu ý khi làm cái mái tôn sân thượng. Cái điều lưu ý thứ nhất là đối với cái chiều cao của cái mái tôn sân thượng. Đặc điểm thi công cái mái tôn ở trên cùng của một cái ngôi nhà. Vì vậy là khi thi công cái mái tôn sân thượng thì bạn cần lưu ý đến cái chiều cao của cái công trình. Vì khi càng lên cao thì cái sức gió nó sẽ càng lớn. Đặc biệt là ở cái thời tiết khí hậu nhiệt đới gió mùa như là ở Việt Nam thì thường xuyên chịu ảnh hưởng của những cái trận mưa lớn hay là giông bão. Chúng ta làm cao quá thì không nên, đúng không ạ? Cái lưu ý thứ hai đấy là để đảm bảo cái an toàn lao động khi tiến hành thi công làm cái mái tôn. Điều tiên quyết nhất khi thi công một cái công trình xây dựng là cái yếu tố an toàn lao động là trên hết. Đặc biệt khi thi công ở những cái vị trí trên cao như là cái hạng mục mái tôn sân thượng thì chúng ta càng phải đặc biệt lưu ý quý anh chị nhé. Cái điểm lưu ý thứ ba đấy là lựa chọn loại thiết kế mái tôn sao cho nó phù hợp với cái công trình của mình. Trên màn hình anh chị đang còn nhìn thấy đây là một cái công trình gồm có... Đây là hai cái mái tôn gộp một, hai nhà sát nhau quý anh chị nhé. Đây là cái mái gọi là cái mái chữ A gồm có hai mái. Nó đối với cái nhà mặt phố, nhà biệt thự thì nó mỗi cái thiết kế nó phù hợp với những cái mẫu thiết kế mái tôn khác nhau. Có thể là mái tôn bán mái hoặc là mái thiết kế kiểu Nhật, bốn mái quý anh chị nhé. Cái điểm lưu ý thứ tư đấy là lựa chọn tôn lợp mái. Thì tôn lợp mái nó trên thị trường nó có rất là đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên thì trong những video này thì chúng tôi xin khuyến cáo quý anh chị là nên sử dụng cái tôn có thương hiệu uy tín trên thị trường như là tôn Hòa Phát, tôn Hoa Sen, tôn Việt Nhật SSC Olympic, đúng không ạ, và một số các cái loại tôn khác nữa. Và cái điểm lưu ý thứ năm là lựa chọn đơn vị thi công đủ uy tín và kinh nghiệm để làm tăng cái tuổi thọ của cái mái tôn lên ở một cái mức tối đa nhất cho quý anh chị và các bạn nhé. Quý anh chị nào thấy video hay và hữu ích thì